và các cơ quan hô hấp. 1. La Mã, khái niệm hô hấp. Từ xa xưa, con người đã hiểu rằng sự sống luôn gắn liền với sự thở. Cơ thể còn thở, nghĩa là còn sống và ngược lại. Các thực nghiệm khoa học ngày nay đã làm sáng tỏ cơ chế của hiện tượng trên. Mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể đều cần năng lượng. Sự sản sinh và tiêu dùng năng lượng trong cơ thể có liên quan tới oxy và khí carbonic. Sơ đồ. Các chất dinh dưỡng đã được hấp thụ gồm có glycid, lipid, protein. Cùng với oxy, cung cấp cho cơ thể năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào và thải ra khí carbonic và nước. Vậy hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể? Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào? Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp? 2. La Mã, các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng. Sơ đồ các cơ quan trong hệ hô hấp của người, hình 20.2, hình 20.3. Hình 20.2, cấu tạo tổng thể hệ hô hấp của người, gồm có lỗ mũi, khoang mũi, họng, hay còn gọi là hầu, nắp thanh quản, khí quản, phế quản nhỏ. Hai bên lồng ngực có hai lá phổi. Bên ngoài là lớp màng ngoài hay còn gọi lá thành. Bên trong là lớp màng trong hay còn gọi là lá tạng. Tận cùng của phổi là các phế nang. Đi vào các phế nang là động mạch phổi, mang máu nghèo oxy tới các phế nang trao đổi khí. Sau khi máu trở thành máu đỏ tươi, sẽ theo tĩnh mạch phổi trở về tim. Bảng 20. Đặc điểm cấu tạo của các cơ quan hô hấp ở người. Các em kẻ bảng gồm có 2 cột, 3 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, các cơ quan. Cột 2, đặc điểm cấu tạo. Hàng thứ 2, cột 1. Các em chia đôi cột 1 thành 2. Cột thứ nhất, đường dẫn khí. Ở cột thứ 2, cột 1 và cột 2, các em kẻ thành 5 hàng. Hàng thứ nhất của cột 1 là mũi. Hàng thứ 2 của cột 1, họng. Hàng thứ 3 của cột 1, thanh quản. Hàng thứ 4 của cột 1, khí quản. Hàng thứ 5 của cột 1, phế quản. Cột 2. Hàng thứ nhất, gạch đầu hàng thứ nhất, có nhiều lông mũi. Gạch đầu hàng thứ hai, có lớp niêm mạc, tiết chất nhầy. Gạch đầu hàng thứ ba, có lớp mao mạch dày đặc. Hàng thứ hai, có tuyến amidan và tuyến VA chứa nhiều tế bào lympho. Hàng thứ ba, có nắp thanh quản, mở ngoặc, sụn thanh thiệt, đóng ngoặc, có thể cử động để đậy kín đường hô hấp. Hàng thứ tư, gạch đầu hàng thứ nhất, cấu tạo bởi 15 đến 20 vòng sụn khuyết xếp chồng lên nhau. Gạch đầu hàng thứ hai, có lớp niêm mạc tiết chất nhầy với nhiều lông rung chuyển động liên tục. Hàng thứ năm, cấu tạo bởi các vòng sụn. Ở phế quản nơi tiếp xúc các phế nang thì không có vòng sụn mà là các thớ cơ. Hàng thứ ba, cột 1. Các em chia đôi cột thành 2 cột nhỏ. Cột thứ nhất, 2 lá phổi. Cột thứ hai, lá phổi phải có 3 thùy. Lá phổi trái có 2 thùy. Cột 2, gạch đầu hàng thứ nhất, bao ngoài 2 lá phổi có 2 lớp màng. Lớp ngoài dính với lồng ngực, lớp trong dính với phổi. Giữa hai lớp có chất dịch. Gạch đầu hàng thứ hai, đơn vị cấu tạo của phổi là các phế nang tập hợp thành từng cụm và được bao bởi mạng mao mạch dày đặc, có tới 700 đến 800 triệu phế nang. Các em trả lời câu hỏi thứ nhất. Những đặc điểm cấu tạo nào của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng làm ấm không khí đi vào phổi, và đặc điểm nào tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi các tác nhân có hại? Thứ hai, đặc điểm cấu tạo nào của phổi làm tăng diện tích bề mặt trao đổi khí? Thứ ba, nêu nhận xét về chức năng của đường dẫn khí và của hai lá phổi. Qua bài học này các em cần nắm vững. Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp oxy cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể. Quá trình hô hấp gồm sự thở, trao đổi khí ở phổi và sự trao đổi khí ở tế bào. Hệ hô hấp gồm các cơ quan ở đường dẫn khí và hai lá phổi. Đường dẫn khí có chức năng dẫn khí vào và ra, làm ấm không khí đi vào và bảo vệ phổi. Phổi là nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài. Câu hỏi và bài tập. 1. Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống? 2. So sánh hệ hô hấp của người với hệ hô hấp của thỏ. 3. Hãy giải thích câu nói chỉ cần ngừng thở 3 đến 5 phút thì máu qua phổi sẽ chẳng có oxy để mà nhận. 4. Nhờ đâu nhà du hành vũ trụ, người lính cứu hỏa, người thợ lặn có thể hoạt động bình thường trong môi trường thiếu oxy, trong không gian vũ trụ, trong đám cháy, dưới đáy đại dương? Em có biết thể tích phổi chỉ đạt tới 5-6 lít, nhưng tổng diện tích bề mặt trao đổi khí ở phổi có thể đạt tới 70 đến 80 mét vuông, gấp khoảng 40 đến 50 lần tổng diện tích bề mặt của cơ thể. Ngoài chức năng hô hấp, thanh quản còn có chức năng phát âm.